Thưa quý vị và các bạn, theo tin từ Bộ Quốc phòng, chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã phối hợp với viện kiểm sát quân sự trung ương thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đô đốc Nguyễn Văn Hiến, cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cựu tư lệnh quân chủng Hải quân về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3, điều 360 Bộ luật hình sự năm 2015. Việc khởi tố được tiến hành trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Đinh Ngọc Hệ, Bùi Văn Nga và đồng phạm về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo khoản 3 điều 229 và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 3 điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Hiến bằng hình thức xóa tư cách nguyên tư lệnh quân chủng Hải quân, nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên tư lệnh quân chủng Hải quân do đã có những vi phạm quyết điển rất nghiêm trọng trong thời gian giữ chức vụ Tư lệnh quân chủng Hải quân. Bộ Chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Hiến bằng hình thức cách các chức vụ, Ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương, nhiệm kỳ 2005-2010, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quân chủng Hải quân, nhiệm kỳ 2005-2010. Các cơ quan chức năng đã xem xét, xác định vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Văn Hiến là rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn về tiền, tài sản của nhà nước và quân đội, để một số cán bộ đảng viên trong quân chủng hải quân bị khởi tố, điều tra và xử lý hình sự, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức.